Xin kính chào cô bác quý anh chị. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 đầu tháng thì Hà Nội cũng đang là mưa rất là to, mưa gần như cả ngày luôn. Thì em cũng vừa đi làm về. Thì đầu tiên em xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe, tháng mới thật nhiều sức khỏe, công việc hanh thông. Thì để tiếp theo những cái video báo giá nồi cơm, hôm nay em xin nên tiếp những cái mã tiếp theo cho các bác có những sự lựa chọn. Cho mình những cái nồi hợp lý nhất. Thì đầu tiên, video đầu tiên, mã đầu tiên em nêm cho các bác một em Joy Zirushi. Đây là nồi điện tử các bác nhé. Nồi điện tử chú voi con. Nồi điện tử ạ, Joy Zirushi. Mặt mũi thành vách đây, hơi hơi xước nano này. Mặt đẹp, mặt bằng nhựa. Đấy, hơi cấn này. Đáy đây, rất là sạch đẹp. Nồi là nồi điện tử nhá, không phải nồi cao tần các bác. Nhưng nồi cơm không kém gì nồi cao tần mấy đâu. Sản xuất 2015, dung tích 1 lít, điện 100V, công suất 610W. Có nhìn rõ không ạ? Dây rút này. Nào, dây rút nhá. Răng. Nắp hơi. Răng liền. Rất là xanh. Nắp đây. Đấy. Bên trong đây, bơm từ đấy các bác, bơm nhiệt đấy ạ. Các bác nhìn thấy sạch sẽ không ạ? Đấy. Bác ngắm trước đi. Rất là sạch sẽ. Gần như là xài nước rồi. Đấy, bên trong bơm từ chưa hề có vết cháy của hạt gạo hay của cơm rơi xuống cả. Có nghĩa là cái nồi này cái gia đình cũ người ta dùng cũng rất là giữ gìn. Răng xanh. Răng xanh mềm sạch nhá. Sạch bóng luôn đấy ạ. Đây này cái nắp hơi này, chụp ở đây. Đấy, rất là tiện. Nòng nồi đây, nòng nồi kẻ caro nhá. Ở thành có những vết chấm này. Thành có những vết chấm, các bạn nhìn rõ không ạ? Trong nòng nồi kẻ caro tổ ong này. Bao các bác không giờ dính cơm. Ở ngoài đây. Đấy. Trong nòng em quay rất kỹ nhá. Đấy, các bác là chốt là xem kỹ con nào chốt là mình chốt luôn. Nhưng em cũng không quay lại nữa đâu. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Ok. Tất cả những nồi này nhà em đã nấu cơm rồi. Các bác hoàn toàn yên tâm về điện đó. Còn nếu mà chưa nấu cơm thì em cũng đã test nước sôi hết rồi. Đấy. Nên em sẽ không cắm điện để tránh mất thời gian của các bác. Hôm nay là tiếp tục mã số 19 này. Mã số 19 của ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày mùng 1 tháng 8 em để cho các bác con này 530k. 500k là tiền nồi, 30k là tiền thùng xốp và màng chít băng dính các bác nhá. Đấy, rất rõ ràng. Còn các bác đến nhà đấy thì 500.000, còn các bác gửi ship tỉnh. À, báo cáo các bác là nồi nhà em đây là giá là chưa có ship nhá. Đấy, giá chưa có ship. Chứ không phải là bao ship được các bác. Cái nào em bảo bao ship thì em bao ship, còn cái nào chưa bao ship thì là không bao ship. Đấy, rất là có bác khách là không biết là có rõ ràng không hay không hay như nào mà em gửi hàng xuống tới nơi thì này bảo là nếu mà không bao ship thì hoàn lại hàng. Chẳng nhẽ bây giờ gửi cái nồi được hơn 100 bạc, bây giờ là ship 2 chiều mất hơn 100, chẳng nhẽ lại không bán cho bác ấy. Nên các bác rõ ràng từ ban đầu này, hàng nhà em là giá cộng ship nhá, giá em báo cộng ship, không có bao ship. Các bác cảm thấy hợp nhãn, cảm thấy giá thành vừa phù hợp với cái chất lượng nồi và cái dịch vụ của em thì các bác ủng hộ em rất là cảm ơn và chân quý cái tình cảm đó. Còn nếu các bác cảm thấy là bên em giá cao hơn hay là dịch vụ nó kém hay như nào đấy thì các bác cứ phản ánh với em, chứ không có chuyện là cứ mua xong đến lúc mà gửi đến tận nhà các bác rồi các bác mới bảo là nếu mà không bao ship thì các bác không lấy hàng. Rất khó cho em, mà từ ban đầu em đã nói trong những cái video nó rất rõ ràng là hàng như em là không có bao ship. Đấy, các bác cố gắng là hỗ trợ em tiền ship vì một cái nồi cũng không được bao nhiêu tiền cả, mà em còn bảo hành cho các bác nữa, nên là mong các bác thông cảm hỗ trợ em cái đấy. Đấy. Còn nếu các bác muốn bao ship hay như nào đấy, hay là trả giá thì các bác trao đổi ngay từ ban đầu rõ ràng luôn. Đấy. Thuận mua vừa bán mà, chứ không ai ép ai cả. Đấy. Nhưng không bây giờ là cứ mua rồi xong rồi đến tới nơi này bảo là nếu mà không bao ship thì lại hoàn lại hàng, rất là khó cho bên em bán hàng. Em mong các bác thông cảm như vậy. Đây, mã số 19 của ngày 1 tháng 8 là 530k. Cho bác xem lại lần nữa đây. Đấy. Rất là sạch đẹp này. Mặt mũi đây, do UC nhé. Mã 19. Mã
20. Em lên cho các bác một em Hitachi. Mã 20 em lên cho các bác một em Hitachi. Cái này sản xuất bao nhiêu? Sản xuất năm 2015. Hitachi sản xuất năm 2015 đây. Đấy. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1400W. Đấy chưa? Công suất lớn người. Đó, nhìn rõ nhá. Đấy. Đấy đây. Thành vách đây. Đúng không ạ? Mặt mũi đây. Nhược điểm của con này đây là trên mép này bị đứt đây. Không ảnh hưởng gì vấn đề đầu cơ ngon nhá. Đây. Đứt đây. Không ảnh hưởng gì hết. Đây. Này, đổ này đi cái nào. Ha. Em nấu nước sôi vẫn còn nguyên nước ở trong. Chưa đổ đi các bạn. Em đổ đi lau chùi lại tí cho nó bóng. Hàng em là vệ sinh cơ bản rồi. Sau đấy khi mà các bác lấy này sẽ ngồi vệ sinh tỉ mỉ lại đấy, chứ không phải là cứ như này gửi đâu. Nên các bác yên tâm. Mỗi cái nồi em gửi đi là đều là cái tâm huyết của vợ chồng em đấy. Cái dọn dẹp vì nó liên quan đến sức khỏe của gia đình các bác. Đấy. Không thể làm ở được, bất kể cái công việc gì cũng không thể ở được, mà đặc biệt là liên quan đến sức khỏe của con người là càng không được làm ở. Cái nồi chẳng được bao nhiêu các bác quay ra các bác nói cho mang tiếng là mất hết uy tín. Đây, đây là nắp hơi các bác nhá, nắp hơi đây, đây còn nguyên nước đây, em nấu nước sôi đây, trong giòng vẫn nguyên nước sôi, à, hơi nước. Doang đây, nắp ngoài đây, doang đây, mềm này, dày này, đàn hồi tốt này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Đây nắp trong đây, sạch sẽ nhá. Nóng nồi đây, nóng nồi đấy ạ. Đấy đây, nóng nồi thì có hơi hơi có vết chấm như đầu kim nhá, giống như hạt cát ấy, giống các bác nhìn xa này thì tưởng là kim tuyến nhưng không phải đâu, nó hơi hơi có một chút hơi hơi sức sức đấy. Đấy. Nhưng mà bao chống dính cho các bác luôn, nòng dày nhá, đời này là nòng rất là dày này. Đấy, chứ không phải là nòng mỏng đâu, đời 19-20 mới là mỏng, còn đời này thì nòng rất là dày. Đấy, các bác mua về cứ con nào nòng dày thì nấu cơm sẽ ngon. Đấy, em thì em nấu nhiều rồi em thấy nó như vậy, cứ nòng dày là nấu cơm ngon. Đấy. Em quay từ góc cạnh bao giờ nhìn rõ không ạ? Nơi này là vết hơi xước xước chấm chấm cám nhá, chấm chấm giống như hạt cát nhá, cát đen nhá. Không có bao giờ tưởng là kim tuyến ấy, bảo là em không nói không rõ. Đây, quai sách hai bên còn đầy đủ này. Đấy, trong nồi này rất sạch đẹp này. Đấy, có bảo hành các bác nhá. Đây, nhược điểm của nó đây bị nứt rồi đây, các bác nhìn thấy không? Không ảnh hưởng gì về nấu cơm. Đây, nấu cơm chúng ta là cái phần này, phần nắp này vào cái cá này vẫn ngon này, nắp hơi này vào xong này vẫn kín này, thế thôi ạ. Không còn cái việc kia không ảnh hưởng. Còn pin nhá, đây, mặt mũi sạch sẽ này. Các bác nhìn kỹ nhá. Còn pin. Đây, mã số 20. À đây trên nắp hơi là hơi hơi sức nano tí này. Nhìn tinh mới thấy này. À, em vẫn báo tình trạng cho bác. Mã 20 ngày 1 tháng 8. 440.000. Nồi cao tần. Nòng đẹp, doang đẹp, có bảo hành, chỉ có 440.000 thôi. Các bạn nhìn thấy rẻ mà. Đời 2015. Tiếp theo lên cho các bác một em mít hộp nước. Trước em nay, giờ em sẽ nay lại. Nay lại cái giá này cho các bác ngắm nó kỹ cả. Con này mặt rất đẹp nhá, nhìn thấy chưa? Đây là thiết kế này em thấy nó rất là sang trọng. Trước em nhập về em tưởng cái này nó bị là vỡ nhưng không phải. Con này có đèn hành trình nhá, đây dãy đèn hành trình đây. Khi nấu ở đây nó sẽ đỏ lên hoặc là nó sẽ xanh lên. Đấy, các phím bấm này bên trong nó là một cái lớp mica ở trong, là bên trong là các cái chức năng menu. Đấy, rất đẹp, các bác nhìn kỹ chưa? Thành quách đây, rất là đẹp rồi. Sản xuất năm bao nhiêu? Em chưa nhìn năm sản xuất.
dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1270W, thành vách màu trắng. Sản xuất chắc ở dưới đây. Ui tôi chết rồi. Ui trong hộp này vẫn còn nước các bác ơi. Em chưa đổ đi. Quên mất. Xin lỗi các bác. Xin lỗi các bác nha. Quên mất đấy. Đấy cái này là có cái hộp nước ở đây. Đây nó có cái hộp nước. Con này là hơi tuần hoàn nhá, không có ra ngoài, con này không có nắp hơi mà nó sẽ vào bên trong cái hộp nước vừa xong, xong nó lại nếu mà cơm khô thì nó lại từ hộp nước bên trong nó sẽ lại phun hơi ngược hơi sơn ra ngoài. Đấy, em xin lỗi các bác nhé. Hơi thẳng ra. Nếu mà cái hộp nước đấy mà các bác không cho nước vào là không nấu được ạ. Hoặc là đổ nhiều quá hoặc là ít quá là các chúng ta cũng sẽ không nấu được ạ. Xin lỗi các bác nhé. Em lau chùi cho nó sạch một chút. Đây cái hộp nước của nó đây. Đổ vào đây. Ok chưa? Đây. Hộp nước đây. Rất là sạch sẽ nha. Đấy các bác nhìn không? Còn trong vắt. Không có canxi nhá, không bám canxi. Nhiều nhà nhiều cái nồi nó bám canxi. Rất là bẩn. Rất là hôi. Con này được cái là vạch nước ở trong đây ạ. Các bác đổ nước là giữa hai cái vạch này, nên là vạch dưới này, vạch trên này. Giữa vạch này thì nó sẽ nấu bình thường. Đấy. Mấy thùng nước có em cũng bán rất là nhiều dòng này, các bác phản hồi cơm cũng rất là ngon. Không phải là không ngon. Thực ra thì cái công nghệ của nó tuần hoàn hơi nước cái này thì cũng là tốt. Xem cái mà đổ hết nước ra, mất thời gian quá. Mình có thông cảm chút vậy. Đây, đây là hộp nước đó, hộp nước này rất là trắng đẹp này. Đấy. Nắp hơi hôm nay thì không được đẹp lắm rồi. Đấy. Ngả màu gọn nứt rồi, vẫn là mềm nhưng mà ngả màu nứt rồi. Sơn xi vẫn còn, mặt xi vẫn còn nguyên. Đấy. Đúng không? Mặt trong đây. Lau đi. Đẹp. Nước sôi mà vẫn chưa đổ nước đi ạ. Hàng mới về sao? Đấy, trong này thanh từ vẫn còn nhá. Đây mặt xi đây. Rất là sạch đẹp này. Đấy. Nòng nồi hợp kim. Nòng nồi hợp kim rất là dày. Đấy. Cũng có một vài vết chấm chám này, một vết chấm này. 2, 3, 3 vết chấm ở trên thành này nữa. 1 vết, 2 vết. Các bác nhìn rõ chưa ạ? Chấm em bảo là chấm nhá. Xước bảo là xước, mà không xước là bảo là không xước. Đáy hơi xước này. Đấy. Cơm rất ngon. Công nghệ tuần hoàn hơi nước. Không có một chút hơi nào ra ngoài đâu ạ. Tất cả nó là nằm ở trong nồi và trong cái hộp nước hết. Nên người ta gọi là mít hộp nước. Đấy. Quay kỹ lại cho bác xem. Đấy. Đấy. Mặt mũi đây. Nhìn rõ chưa ạ? Mã này mã số 21. Hôm trước ngày hôm nay em bán 808, hôm nay em bán được 850.000 thôi. 850.000. Em này em mã 2 mùng 1 tháng 8 21 850k. Rất là ngon đấy nhá, cơm nấu rất ngon đấy ạ. Đây. Sạch đẹp chưa ạ? Mặt mũi đây, sáng bóng luôn. Mã 22. Em lên cho các bác một em Sanier mặt quỷ. Một em Sanier mặt quỷ nhá. Mã 22, một em Sanier mặt quỷ. Hình thức bên ngoài đây. Mặt mũi đây. Hơi xước nano đây. Con này hết pin nhá. Hết pin, con này em không thay được pin đâu ạ. Chứ em tháo nói hoài mãi em tháo ra mà không ra. Mong các bác thông cảm vậy. Con nào mà thay pin được thì em thay pin, còn con nào không thay pin được thì em sẽ báo các bác là không thay pin được. Thực ra pin nó chỉ có chức năng ở chế độ hẹn giờ thôi, nấu cơm. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng chế độ đấy thì cũng không quá quan trọng đâu ạ. Còn nếu các bác về
quanh khu nhà mình có ai thay pin thì ra nhờ thay cũng mất 5-60 viên pin. San như mặt quỷ, menu chiết áp vặn nhá, chứ không phải là nút bấm. Dòng này cao, dòng này nấu cơm ngon hơn là dòng nút bấm đấy ạ. Em thành vách đây, mặt mũi đây hơi sức nano này, sức nano nao đi này. Đấy. Đấy đây, dây đợ nắp hơi đấy. Răng xanh, răng xanh con này không xì đâu, em nấu thử rồi không xì đâu. Đấy, áp suất bi con này không xì đâu các bác nhá, yên tâm sử dụng. Răng nó còn xanh, nó còn dày như này nên yên tâm. Đây, trong nòng nồi đây, nòng nồi đẹp đấy ạ. Đây, nòng nồi đánh giá đẹp, đẹp đấy ạ. Đấy, nòng nồi đấy, đúng chuẩn son sa mặt quỷ các bác nhá, rất là dày, rất là dày. Con này không phải tráng gương mà là gần như là mạ đồng, nhưng được cái bên trong nòng nồi rất đẹp, rất đẹp luôn. Đấy. Vết xước móng tay này có vết chấm chám hay không đâu, từ trên miệng nồi đến tận đáy nồi luôn. Đấy, bên trong đây để quay chi tiết nhé, các bác nhìn cho nó rõ, cứ nghiên cứu, nghiên cứu cho nó chi tiết, sau lúc nào mà thấy nó hợp thì con nào chúng ta sẽ chốt còn đấy. Mã là mã số 22, 1/1/8, 1/1/8, mã 22. Con này em để cho các bác bớt 30.000 nha, 770k, bớt 70.000 so với like. 770k cho mấy em Sanyo, mặt mũi đẹp, lòng xong đẹp, răng xanh, không rẻ hơn đâu, không rẻ hơn đâu. Đây, 2-3 nên cho các bạn ăn tô vuông, ăn tô vuông mặt sần kẻ caro nhá, à, mặt sần kẻ ngang nhá. Đây em cũng đời 10 đời đời mấy mấy để em xem nào. Hơi đây, chưa bị mọt cái này nhá. Đây, hơi sức nano trên nắp hơi. Kỹ tình trạng này ra. Mặt đây. Toshiba cao tần áp suất hút chân không của mã là RC10VQG. Đấy, nắp hơi hơi xước nano. Đấy, thành vách. Nó nào đi cái nữa đã. Nó đẹp. Kỹ thì các bác ngắm nhìn nó yên tâm sử dụng, lựa chọn cái này cho nên nó có à, bên ngoài, bên ngoài nhá, mặt mũi đây lo rồi, cái bụi bụi à, khăn vừa nãy nó ướt quá, nó hơi ướt. Mặt thì rất là đẹp rồi, đây mặt đây ạ, kẻ ngang ngang này, mặt giống như màu cát, thành vách đây. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất bao nhiêu ạ? 1.250W, sản xuất 2016, các bác nhìn rõ ạ, 2016. Đấy, đấy đây, đằng sau đây. Đấy, nhìn thấy ạ. Bên trong, chi tiết bên trong, nòng nồi đây. Nòng gân nhuyễn có 1, 2, 3, 4 vết xước rất là nhỏ, rất là mỏng, có nhìn thấy chưa? Đấy, đấy có xước. Đấy, nòng nguyên zin gân nhuyễn, bên trong đây, bên trong nguyên bản không có nứt vỡ gì nhá. Đây ạ, bên trong nguyên bản không nứt vỡ, công nghệ áp suất hai lỗ hút chân không, hai lỗ chân không, đời 16 đấy ạ, nhưng mà đời thấp đâu các bác. Mặt viền full inox rất dễ vệ sinh, rất dễ vệ sinh nhá, mặt viền full inox. Sau này, sau này ngả màu gạo nứt
ngả màu gạo nứt nhưng mà rất là mềm, rất là dày, rất xanh đấy các bác nhìn đây. Đó, rất dày, rất mềm, rất xanh. Tất cả hàng anh em bán có bảo hành áp suất bi đây, bi đây, van này, an toàn. Đây mặt trong đây, nắp gioăng phụ đây, các bác nhìn kỹ nhá. Đây, áp suất bi Toshiba cao tần áp suất hút chân không đời 2016, nòng có một vài vết chấm rất là mỏng thôi, gân nhuyễn, gioăng hơi ngả vào, bán cho các bác thanh lý, bán xả đi cho nó trôi đi. Mã này mã số 23, mùng 1 tháng 8, Panasonic đời 2016, mặt rất đẹp luôn, mã RC10VQG 1.650.000 bằng giá nhập đó các bạn, bằng giá nhập rồi đấy. 23 24 em lên những bác một em na cổ 4 bức nấu IH, na mắt lé 4 bức nấu IH nhé, phiên bản đặc biệt viền mạ chrome vẫn sáng bóng, rất nhỏ gọn, bác nào mua cho biếu tặng em này rất tuyệt vời, nhỏ gọn với những không gian bếp chật hẹp. Đây, đây em đo cho bác xem này, hơn một găng tay thôi, hơn một găng tay. Đây, chiều ngang này chỉ găng tay, chiều này hơn một găng chút. Đây, cao cũng một găng tay, có nghĩa là nó rất là nhỏ gọn, nó không rườm rà như các dòng khác, phù hợp với những gia đình nào mà có không gian bếp không được rộng rãi quá. Đây, Nationa 4 bức nấu IH có mã SRX10E2, sản xuất 2006, dung tích 1 lít, điện 100V, công suất 1200W. Đấy. Made in Japan. Đó nhá, rất là bền luôn đấy, đáy đây, rất là đẹp. Hiếm có nào đẹp lại, viền chrome vẫn đẹp nguyên nhá, viền chrome. Viền chrome vẫn đẹp. Có nhìn thấy chưa? Mặt màu cát cực kỳ sáng bóng luôn, không có xước sát. Không có xước sát gì. Một em na bắt né 41 nấu cơm nấu cực kỳ ngon. Nắp hơi răng thì còn mềm đấy, nhưng mà do quá trình nấu gạo nứt nó bị ám cái màu đỏ gạo nứt vào nên nó bị như này đấy. Các bác lưu ý như vậy chứ không phải là nó xấu đâu. Đây răng trong ra ngoài là giống màu nhau, còn nếu mà tẩy răng cho nó xanh đi thì đơn giản rồi, các bác cứ bảo em tẩy răng. Nhưng mà lưu ý là tẩy răng thì nó chỉ được xanh lúc ban đầu, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ bị cứng, và đặc biệt là rất là độc hại, rất độc hại người dùng. Thực ra thì nhúng vào acid HCN các bạn, đấy em nói rõ như vậy. Các bác nghe thì acid là đã khiếp rồi. Thôi mình có sao dùng vậy, vì đây là hàng đã qua sử dụng rồi mà. Còn đẹp thì ai cũng muốn đẹp cả. Đấy, không ai nào đi mua một cái nồi mà muốn xấu. Không ai mua một cái nồi muốn xấu. Nhưng mà vì chúng ta thì cái điều kiện kinh tế nó eo hẹp, nên là không thể mua những con đập hộp hoặc là những con nồi mới tinh được. Nên là chúng ta sử dụng những cái nồi như này còn rất là tốt luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy. Toàn bộ viền inox hết. Toàn bộ viền inox hết. Xong đây. Đấy, có những vết xước bóng tay, có xước nông mèo đấy, các bác nhìn thấy không, có vết xước nông mèo ở nòng nồi. Bao các bác không bao giờ dính cơm, men chống dính của Nhật thì cực kỳ tốt, các bác yên tâm là như vậy. Đây, có những vết xước nông mèo ở thành nồi đấy. Ở thành nồi rất rõ nhá, quay chi tiết từng tí một để các bác ngắm, để các bác nhận hàng. Đây, xước viền đây, các bác nhận hàng như nào em báo như nào, đúng y xỉ như vậy. Trong đây rất là liền lạc sạch sẽ, một cái nồi rất là sạch sẽ các bác. Mặt mũi đây phù hợp cho những bác mà có cái không gian bếp nó nhỏ đấy ạ. Nó nhỏ thì bác nên mua những con này. Nấu cơm thì ngon, 4 bức nấu IH mà. 4 bức nấu IH thì cực kỳ ngon rồi. Đấy, 4 bức nấu IH nhé các bác, nhìn rõ. Mã này mã số 24. 24 ngày mùng 1 tháng 8 em để các bác nồi này 800k. Rẻ hơn so với nay 30.000. Cho các bác về các bác trải nghiệm dòng cao cấp. Na cổ mắt né này, 4 con đối hạt nhá. Cực kỳ cơm ngon. 25. 25 em lên cho các bác một em Iris Ozama. Iris Ozama siêu nước. Siêu nước 2019. Siêu nước 2019 luôn. Đây mặt mũi đây.
Em này làm giống em Panasonic cao cấp từ màu đến hình dáng. Đây. Rất là đẹp. Niền này. Đây hơi có vết xước màu đen mà. Thành vách bằng nhựa nhá, không bao giờ no cấn. Đây. 2019. Em này em mang cái mác Made in China nên giá lúc nào nó cũng mềm hơn. Đây công suất 1130W. Dung tích 1 lít 100V. Để nhưng mà sản xuất ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là để bán được vào thị trường Nhật ấy, thì nó rất là ngặt nghèo về tất cả các cái chỉ số an toàn cũng như là chất lượng, mẫu mã, mọi thứ đều phải đạt theo tiêu chuẩn Nhật thì mới vào thị trường Nhật. Ví dụ như các bác ở Việt Nam đang xuất khẩu sang Nhật cái hàng nông sản chẳng hạn, hay bất kể gì, hay chùm nhãn thôi, hay là quả vải thôi, các bác thấy là ở Việt Nam chúng ta người ta truy xuất nguồn gốc cũng như là phương thức canh tác cũng như là giấy tờ cũng như là thuốc bảo vệ thực vật, hay là các cái chỉ số rõ ràng, ví dụ là lượng đường rồi độ chín ở Việt Nam thì đường là hơi ngọt ngọt hay là chín hơi hồng hồng, không có đâu. Nhật người ta chỉ số rõ đường ngọt là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ, rồi chín thì chín như nào, rồi tất cả các quả là phải đều như nhau, chứ không có chuyện là cứ cân lên là xong đâu. Đấy, đấy. Các bác hiền hoàn toàn yên tâm với cái chất lượng của những cái nồi mà người ta bán vào thị trường Nhật, không phải lo về vấn đề chất lượng, người ta đã vào thị trường Nhật rồi thì chất lượng nó rất là tốt rồi. Đấy. Đây là một cái Amidit mà nó lại cực kỳ sang trọng đấy, chính vì nó mang cái mác Made in China này thì giá nó mới có giá này, nếu mà nó lại Made in Japan thì con này nó lại phải đắt gấp 3 lần. Đấy. Menu nấu cơm có nấu gạo không vo, có nấu cơm trắng, bên này có nấu xôi, nấu cháo, nấu hạt kê. À, rất nhiều chức năng, menu rất dễ sử dụng, phù hợp cho những bác mà mua về biếu tặng bố mẹ. À, bố mẹ cơm thì ngon mà nồi thì siêu nước rất là đẹp. Đây răng đây. Đấy, các bác nhìn thấy ạ, sạch sẽ. Đấy, mua về biếu bố mẹ, biếu người thân, anh chị em rất dễ sử dụng. Cơm ngon, tiết kiệm điện. Nóng nồi đi ạ. Nóng nồi. Có vết xước móng tay. Đây có vết xước lông mèo đây. Rất là mờ nhưng em vẫn chỉ qua. Đấy. Còn lại là ống ánh kim tuyến nhá. Vết xước móng tay là có. Đấy, còn lại là ống ánh kim tuyến, mà vết chấm to là không có. Ngoài đáy hơi xước nhỏ. Hơi sức đáy đây. Song chuẩn, song Irith Osama. Đấy bên trong này, rất là nước, rất sạch. Tội gì các bác phải mua những cái nồi nhiều chức năng mà xấu. Nhiều chức năng mà xấu, nhìn cái nồi đã không muốn ăn cơm rồi, nói thật các bác như vậy. Một cái mâm cơm bê ra rất là nhiều đồ ăn ngon, bát đũa cũng sành sứ xịn, đũa cũng xịn, nhiều có khi còn mạ cả vàng, mà xách một cái nồi cơm ra thì nó vừa xước, nó vừa xấu, nó vừa móp méo, không ai nhìn muốn cơm muốn ăn cả. Các bác thà mua những cái nồi này. Thực ra là nấu cơm nó không kém như những cái dòng cao cấp nữa, chức năng thì cũng như nhau thôi, nấu cơm không kém gì cả, nên mua chọn mua những cái dòng nồi nó phù hợp, nó đẹp như này. Em báo giá luôn các bác con này, mã này là mã số 25. Đấy, inox dán này được, không sợ bọc. Mã 25 ngày mùng 1 tháng 8, em để cho các bác con này cũng 770k, rất là rẻ, đẹp, long lanh, không vết xước trên bề mặt này. Màu cực kỳ sang trọng. Hai sáu này, nêm cho các bác một con này. Rồi Hiroshi, dung tích 1 lít, điện 100V, công suất 1105W, sản xuất năm 2018 các bác. 2018 này. Hồng quách đây, trên mặt đây, hơi cấn đây, dán cái tem lên cái hết cấn luôn. Đấy. Mặt mũi đẹp. Đấy. Đây hơi sức nano thì chỗ này em dán tem rồi nha. Đấy. Có sao báo các bác vậy, tình trạng mặt mũi, đáy. Rất là đẹp luôn. Kỹ chưa? Em quay vậy đã đủ kỹ chưa? Các bác cảm thấy chưa kỹ thì bảo em video xong quay kỹ hơn nữa. Từng góc cạnh nhỏ một. 2018 các bác nhá. Roi gì thì con nào cũng xanh rồi, mà đặc biệt là còn đời 18 nữa. Xanh mềm, sạch sẽ này. Rất xanh nhá. Nhìn thấy chưa? Rất là sạch này. Đã. Sáng bóng. Đấy, các bác tội gì phải đi mua những cái nồi. Đấy, tí em cho các bác xem một cái nồi mà khách gửi em sửa đây. Chờ em tí em cho các bác xem. Xong cái mã này. Mày mày rửa cái đáy nồi đi cả, mang đây. Đã. Các bác vừa mua xong, vừa mua sử dụng được một thời gian
chắc đâu cả cả đưa cả nồi đây, cả nồi cả nắp đây. Đây. 2018 ạ, bên ngoài đây nhá. Đấy này, hơi hơi có mặt vết xước này. Các nhìn thấy chưa ạ? Trong lòng nồi có đúng một hai vết chấm. Bé hơn đầu đầu tăm. Đầu tăm này còn to nhá các bác. Rất là bóng này, men của nó bóng ạ. Cực kỳ bóng luôn 2018 à. Đây các bác nhìn này. Bóng không ạ? Cực kỳ bóng. Cực kỳ bóng. Đấy. Hai vết xước, hai vết chấm nhá. Chỉ có hai vết chấm nhỏ hơn đầu tăm, chắc là to hơn đầu kim thì. Đấy, nhìn sạch bên trong này. Đấy. Những cái nồi như này các bác lại không mua. Đấy, các bác lại cứ thích đi mua cái dòng nó cao cấp. Đấy, thì em đây. Sau cái mã này em cho các bác xem một cái mã cao cấp mà các bác mới mua mà gửi em sửa. Em có hỗ trợ sửa cả nhá, cả nồi cắm nhầm điện, cả nồi có vấn đề gì thì bên em đều nhận sửa cả nhá các bác nhá. Các bác yên tâm như vậy. Mã này mã. Mã này mã số bao nhiêu? 26. Ngày mùng 1 tháng 8 con này em để cho các bác bao nhiêu? Cũng 780.000. Đời 18 nhá. Nòng cực kỳ đẹp, chỉ có hai vết chấm nhấp nhỏ thôi. 26 đây em cho các bác xem một, em để con này được của em ở đây. Đây em cho các bác xem một con. Đấy. Khách mới gửi em ấy. Bây giờ cắm điện, nấu vẫn nấu nhưng mà cơm không chín, còn nguyên nước. Một em tô gù, à, tô bầu, cao tần, hút chân không. Cao tần hút chân không. Đấy. Đây, nòng nồi đây các bác nhìn này. Các bác nhìn cái nồi này các bác có muốn ăn cơm không? Có muốn ăn cơm không ạ? Thực sự là em có bao giờ em buôn những cái nồi nó như này. Các bác nhìn này. Nồi này. Nó cáu, nó bẩn nay. Nòng gì này. Rơi chơi là cả mảng to gần bằng cái hạt ngô ấy. Này, này. Các bác vẫn mua. À, thích công nghệ. Nếu như chúng ta có thực sự có tiền. Thì đây các bác nhìn nó bẩn này. Nó cáu, nó bẩn như này. Ở bên trong này. Nếu như chúng ta thực sự có tiền thì mua hẳn những dòng cao cấp hẳn tầm 4-5 triệu. Đúng không? Còn nếu như chúng ta mà điều kiện kinh tế nó không cho phép thì các bác tốt nhất cứ mua những cái dòng cao tầng thường này cho em. Đừng có mà hút chân không hay là áp suất áp xiết gì hết. Em khuyên thật sự. Đây. Đấy đây. Các nhìn nó sạch sẽ không này. Nhé cả mép ra này. Áp suất hút chân không. Sản xuất 2010. Thực sự em không bao giờ em buôn những cái nồi này. Mà có buôn về những cái nồi này em không bao giờ bán cho các bác. Thực sự để em giã đồ em lấy được cái gì đấy còn không cân phế liệu, nhưng là không bao giờ bán cho các bác những cái nồi này. Nói thật sự những cái nồi này. Nó liên quan đến bữa cơm hàng ngày. Chứ không phải là cái việc gì mà trang trí hay là cất vào một trong tủ thì em không nói, nhưng mà nó là bữa cơm hàng ngày của các bác. Làm cái gì thì cũng phải chú ý đến mọi thứ. Nên các bạn yên tâm như vậy. Đây. Một em bana van dài màu đỏ. Cứ màu đỏ và màu trắng nhá. Là có cơm cháy nhá. Là đời cao đấy ạ. Em bỏ mã này xuống 26. Là đời cao đấy ạ. Là đời cao. Có chế độ cơm cháy. Đây em này nòng đây. Trên thành này có vết cà môi. Nhưng bên trong nòng này. Không có một vết chấm luôn. Ông anh nếu kể cả vết xước móng tay. Các bác phát hiện ở bên dưới nòng này từ đây trở xuống mà có vết xước em tặng các bác cái nồi luôn. Cam kết với các bác như vậy. Không có vết xước đóng tay luôn. Đây đằng sau hơi xước này. Đấy. Trong đây. Con này phun gần ý đâu hết này. Nắp hơi đây. Đấy. Răng này mềm sạch này. Ba la van già phun xương bùa đát năm 2016 luôn đấy. Mặt hơi sức nano. Hơi sức nano. Đó. Thành vách đây, mặt mũi đây. Đáy đây. Chi tiết không ạ? Đây. 2016 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1200W Panasonic thì dòng này thì cơm cực kỳ mềm. Mà bền, nói chung là chưa thấy dòng nồi nào bền như Panasonic cả. Dám cam kết được các bác như vậy. Dùng được còn nhiều năm nữa không bao giờ có vấn đề. Để em cho này cái nắp hơi này. Nắp hơi này yên tâm, nắp hơi này nó không có nano. Dán đây ấy, nhiều nhà dán đây ấy, về nột ra cái. Nó bong cái nước này ra rất là xấu. Đấy, ngư ý. Chỗ nào dán được thì em phải dán. Mã này mã số 27. Ngày 1 tháng 8, em để các bác nồi này bao nhiêu? 650.000.
650.000 một chiếc nồi Panasonic. Van dài phun sương mù ẩm, có chế độ nấu cơm cháy, mặt mũi đẹp. Lòng nồi cực kỳ đẹp. Nếu như các bác không quá e ngại về cái việc cái thành này, vì chúng ta nấu cơm thì không bao giờ lên tới đây ạ. Nó chỉ ở trong phần này thôi. Mà phần này thì lại chưa hề có một vết gọi là xước móng tay, không có nhá, đừng nói vết chấm. Đấy thì chúng ta nấu cơm ở trong không nấu ở ngoài nhiều. Đấy xước lên một chút không sao cả. Đấy, làm nồi chuẩn. Đấy. Nắp hơi đi ạ. 28 em lên cho các bác con gì đây? 28 em lên trên mã 28 là mã cuối cùng nhé. 28 em lên cho các bác một em Himitsu. Con này cơm không ngon, không lấy tiền. Tặng các bác cái nồi luôn đấy, chứ không phải là không lấy tiền đâu. Himitsu, con này hết pin. Con này hình như là thay pin được, các bác yên tâm. Mặt đây đấy, Himitsu có sức nano trên mặt đây, có một vài cái vết hơi mờ mờ cấn đây, do người ta vận chuyển và xếp cái nọ đèn như kia. Đó. Nắp hơi lớn nhá, nắp hơi cực kỳ lớn. À, sạch sẽ này. Đó. Sau đây đáy đây sản xuất 2010, dung tích 1 lít 100 V, công suất 1015W, rất sạch đẹp. Cơm không ngon em không lấy tiền các bác luôn. Đó. Xài nước luôn, răng xanh mềm dẻo như này cơ mà, rất là sạch sẽ. Đây, nắp hơi đây, nắp phụ đây. Nòng này đẹp chưa? Cam kết các bác chỉ có một vài vết xước móng tay nhá, không có vết chấm chám nào hết. Đấy, quay rất chi tiết cho các bác xem. Bên ngoài mặt inox, bên trong không chấm chám gì. Mua cái những cái nồi này sử dụng một tốt hơn mua những cái nồi nhiều chức năng mà nó xấu các bạn. Em khuyên thật sự đấy. Sau này chúng ta có tiền chúng ta nâng cấp lên con đấy nó sau. Còn nếu như chúng ta điều kiện kinh tế nó eo hẹp thì nên mua những cái sản phẩm này về dùng. Khuyên thật các bác như vậy. Còn nhà em này cao cấp hay là thấp cấp hay trung bình em đều có cả. Chứ không phải là em chỉ làm đồ này em mới khuyên các bạn. Nhà em đồ gì cũng có, cao cấp cũng có, trung bình cũng có, mà hàng giá rẻ cũng có. Sạch sẽ chưa? Mã là mã 28. Mã 28 ạ. 28. 28 ngày mùng 1 tháng 7 tháng 8. Em để cho bác 540.000. Chỉ có 540.000 một chiếc nồi cực kỳ đẹp cái này, lòng. Không hề có vết chấm nào luôn. Đấy, các bác nhìn thấy ạ. Đây, mã cuối cùng. 540.000. Mã 28. Em cũng xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em đến cùng, cũng như là theo dõi kênh, cũng như là like, chia sẻ cho em trong suốt thời gian qua. Xin được kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe, một tháng mới dương lịch, thật nhiều may mắn, niềm vui, công việc hanh thông. Cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn các bác trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.